Xin chào các em Chúng ta sang bài mẫu số ID là 71 Bài này là bà câu 71 trong đề minh họa năm 2021 Mà thầy minh họa lại Các em có thể ôn lại Ở đây bài toán này rất quen thuộc rồi Người ta ra đề không có gì lạ Nhưng vấn đề để các em xử lý nhanh trong thời gian ngắn nhất Cũng không phải đơn giản đó Thế thì câu này được gọi là câu mất thời gian một chút Do đó là em nào đó mà rèn luyện nhiều Thì thời gian tiết kiệm được Ở đây thầy có là CO2 sụp vào hỗn hợp hai chất Đó là NaOH NaOH của thầy có số mol là A mol có sẵn rồi. Na2CO3 là 1,5A. Đó, thầy thu được dung dịch XC. Đó, XC. Thì kết quả là X chia làm hai phần. Thầy xét luôn trường hợp với X có hai muối luôn cho nó nhanh. Thực ra là có hai trường hợp nhưng thầy cái xét trường hợp là hay ra gặp nhất là hai muối. Đó, Na cộng của thầy ở đây sẽ là bao nhiêu A? Ở đây sẽ là 4A. Thế còn cái CO3 2 và HC3 trừ chỉ biết gọi là X và Y Việc đầu tiên là các em sử dụng hai thí nghiệm để tìm X và Y Thí nghiệm số 1 là người ta cho từ từ vào H Tức là HCl đó HCl của thầy đây là bao nhiêu? Là 0,12 mol Thì kết quả thu được CO2 và H2O Thì CO2 của thầy ở đây là bằng bao nhiêu? 0,09 Cái này các em chú ý hộ thầy là người ta đổ muối vào H Chứ không phải là đổ H cộng vào muối đó. Thí nghiệm thứ hai là thí nghiệm thả kiềm dư là BAOH hai lần dư vào. Thì kết tủa thầy thu được là BACO3. Số mol em chia được luôn là 0.15 mol. 0.15 mol. Như vậy, các em phải lập hai phương trình để tìm x y là ok là xong luôn rồi. Như vậy phương trình đầu tiên thầy có như sau, bảo toàn carbon, thầy có x cộng y x cộng với y ở đây bằng C của trong BA co 3 là 0.15. Đó một phương trình thứ hai với x và y thì để lập phương trình với hai x và y thì các em chú ý hộ thầy là các em kinh nghiệm rồi chắc chắn là h cộng hết như vậy gọi số mol c 32 trừ phản ứng là a số mol h c trừ phản ứng là b như vậy các em có tỷ lệ x trên y bằng a trên b và mục tiêu các em phải tìm ra ab không khó để tìm ra ab đầu tiên thầy bảo toàn c thầy có c 32 trừ phản ứng là a vậy co hai tạo ra là a hc 3 trừ phản ứng là b vậy c hai tạo ra là b bằng 0,09. H cộng phản ứng thầy dùng bảo toàn điện tích thầy có 2A cộng với B. Đó. Sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 0,12. Từ đây các em tìm được A bằng và B bằng. Các em trừ đi A bằng 0,09. B bằng 0,06. À xin lỗi A bằng 3. B bằng 0,06. Như vậy kết quả là các em có A trên B của thầy ở đây sẽ bằng là 1 phần 2. Như vậy các em ốp luôn phương trình 2 là X trên Y bằng 1 phần 2. Từ đây dễ dàng từ đại hệ là các em tìm ra x bằng và y bằng. Ở đây thầy có là y gấp đôi x như vậy là 0.1 x bằng 0,05. Tìm được x y rồi thầy dùng bảo toàn điện tích thì tìm ra được a đây. Kết quả thầy tìm ra a bằng x. Đây thầy có là 4a sẽ bằng là 2x cộng y đó. Và từ đó các em tìm ra được a. A ở đây các em bấm ra kết quả nó ở à, đây nó sẽ bằng bao nhiêu? À, các em có là 0,05 0,05 A bằng 0,05 rồi thì mọi việc tốt đẹp rồi A bằng 0,05 1,5 A của thầy thay thế vào đây sẽ bằng 0,075 Đó Như vậy kết quả bảo toàn C thì tìm được CO2 đây luôn CO2 của thầy sẽ bằng bao nhiêu à, Ở đây thầy có là X cộng Y trừ đi 0,075 Như vậy X cộng Y của thầy sẽ bằng là 0,10 mấy 0,15 Ok, trừ đi CO carbon ở đây là 0,075 0,075 Đó Nhưng ở đây các em chú ý hộ thầy Ở đây là thầy đang xét một lửa Giá trị của A và 1,5A Đây là thầy coi là một lửa Tức là một phần thôi Đó Bởi vì ở đây thì hai thí nghiệm này là người ta chia ra làm hai phần rồi Do đó các em coi A và 1,5A là trong một phần Như vậy các em phải nhân cho thầy về hai lên Thì mới ra tổng Kết quả bằng 0,15 mol Đó, chú ý ở thời điểm đó thì kết quả các em nhân 22,4 là ra nghiệm luôn Đáp án ở đây thật bằng 3,36 Và đáp án thật gọi là đáp án D Cái đáp án mà cần dùng